Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 50.000 token có ký hiệu là SHK nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn click phần link mô tả dưới video mình sẽ đăng tải chatbot mà. Rồi bấm bấm chọn góp. Video đầu tiên các bạn chọn kênh group kênh seller tất cả các trang mạng xã hội nha các bạn. Mình chọn sao. Rồi tiếp tục follow Twitter và retweet bot. Chương trình này gấp này nó phân phối sau một tháng chương trình này gấp kết thúc nha bạn. Chương trình như từ quýt nè. Thay nhà các bạn mình vào các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên. Tiếp tục xôn tiếp kênh channel nè. Tiếp tục follow tờ Twitter và tờ quýt nữa nè. Đây trình nguồn gấp ta các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chương trình như từ quýt nè. Trình nguồn gấp này phân phối uy tín đàng hoàng nha các bạn. Rồi, các bạn ta quýt lên nè. Sau đó bạn bấm đập lên. Bạn bấm đầu research. Sau đó bạn lướt xa để đi tiếp nè. Bot là cái hộp hết ta. Rồi, dòng đầu tiên mình đi chỉ mail bạn vào nha. Rồi, tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ BNB xem bạn trên BET20 trên YouTube Wallet của tất cả các bạn nha. Rồi, các bạn sao chép địa chỉ BNB nè. BET20 nha các bạn. Rồi bạn gửi report. Sau đó submit đường link profile tại Twitter của mình. Trên tại Twitter nhập anh bà ta, nhập vào hồ sơ, nhập bà gạch cùng, nhập vào chia sẻ nè các bạn. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè, nhập vào report nè. Sau đó submit đường retweet nè. Thì các bạn mở tờ Twitter của các bạn nha các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn gấp nè. Mình họ ta. Bài gấp. Này đi, sao chép liên kết nè. Sau đó son kênh xe lờ. Bấm ai hiểu cho nét. Ai hiểu cho nét. Sau đó bấm vào menu. Rồi bấm mình bán xe đi xe cho cầm mình kiếm được. Ok mình đã nhận được 50.000 tốc càng BXK. Các bạn dễ đến ghép chia sẻ cho bè những cái thằng kiếm tốc càng các bạn. Vì video mình đang kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo tụi mình.